Sống An Lạc hân hạnh được gặp lại quý khán giả cùng những thông tin y học bổ ích. Chúng ta ai cũng đều mong muốn sống khỏe, sống lâu, sống thọ. Một cuộc đời khỏe mạnh có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm thời gian để làm điều mình muốn và tận hưởng cuộc sống bên cạnh những người mà chúng ta yêu thương. Kính mời khán giả đón xem chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn 4 cái lười của người sống thọ, ai cũng nên biết để sống khỏe. Xin mời theo dõi. Người sống thọ khác với người bình thường ở 4 cái lười sau đây. Thứ nhất, lười ăn nhiều. Những người sống thọ, họ lười ăn nhiều, mỗi bữa chỉ ăn từ 70 đến 80% khả năng và nhu cầu năng lượng mà cơ thể cần. Bởi ăn quá no, quá nhiều không những không tốt mà còn gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe. Dạ dày là nơi đầu tiên phải hứng chịu hậu quả khi ăn quá no. Mỗi ngày, bộ phận này phải tiết khoảng 8.000mg dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Ăn quá no khiến cho dạ dày bị căng phồng, nhu động chậm lại, dịch tiêu hóa tiết không đủ khiến thức ăn không thể tiêu hóa hết. Nguy hiểm hơn, lượng thức ăn còn thừa có thể bị phân hủy thành độc tố và làm hỏng dạ dày, tá tràng, thành ruột, gây sưng phồng ruột, làm suy giảm chức năng ruột. Đồng thời, việc ăn quá no sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải và dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh như khó tiêu, đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Ăn quá no còn đe dọa đến sức khỏe tim mạch. Khi chúng ta ăn quá no, lượng cholesterol tích tụ ở thành động mạch sẽ khiến cho động mạch xơ cứng nhanh, làm ảnh hưởng xấu tới động mạch vành. Nếu sau khi ăn thấy đau tim, co thắt thì càng phải chú ý. Việc ăn quá no sẽ làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ, hàm lượng cholesterol trong máu và lượng triglyceride trong huyết dịch sẽ tăng cao, gây nên các chứng bệnh như tắc nghẽn, xơ cứng động mạch máu, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, loãng xương. Thường xuyên ăn no khiến cho hormone ở tuyến giáp trạng tăng cao, làm các phân tử canxi suy giảm, nhẹ thì loãng xương, nặng thì xốp xương và thậm chí là gây gãy xương. Không chỉ thế, việc ăn no thường xuyên còn khiến cho não bộ sản sinh ra một loại tế bào đặc biệt gây xơ cứng động mạch não. Nó làm cho não bộ thiếu oxy và các dưỡng chất cần thiết. Điều này khiến não của chúng ta phản ứng chậm, xử lý thông tin kém hơn, suy giảm trí nhớ và trí thông minh, thậm chí còn có thể bị mắc Alzheimer khi về già. Thứ hai, lười tức giận. Đôi khi, tức giận có thể tốt cho bạn nếu như nó chỉ xảy ra nhất thời và được thể hiện một cách tiết chế. Thực tế, cơn giận có thể giúp bạn suy nghĩ hợp lý hơn. Tuy nhiên, cảm xúc có liên quan mật thiết đến sức khỏe, tình trạng tức giận kéo dài và việc bạn nén nó vào trong hoặc bùng nổ khi bạn giận dữ hoàn toàn có thể tàn phá cơ thể của bạn. Thứ nhất, tức giận gây hại cho tim, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Tổn thương nguy hiểm nhất về thể chất chính là những tác động ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, khi cơn thịnh nộ bùng phát thì nguy cơ tạo nên một cơn đau tim có thể tăng gấp 2 lần. Đồng thời, khi bạn bùng phát cơn tức giận của mình, bạn cũng sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 3 lần do tụ máu hoặc xuất huyết não. Đối với những người bị chứng phình mạch ở một trong các động mạch của não bộ, họ có nguy cơ phình mạch bị vỡ cao hơn 6 lần khi giận dữ cao độ. Bởi vậy, thay vì tức giận, bạn hãy hít thở thật sâu và sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình. Ngoài ra, bạn thậm chí có thể thay đổi môi trường xung quanh mình bằng việc đứng lên và đi ra chỗ khác. Thứ hai, tức giận làm suy yếu hệ miễn dịch, gây tổn thương phổi. Nếu bạn lúc nào cũng tức giận, bạn sẽ thấy thường xuyên mệt mỏi hơn. Nếu bạn là người dễ tức giận, hãy bảo vệ hệ thống miễn dịch của mình bằng một vài biện pháp đối phó hiệu quả với điều này. Trước hết, bạn nên cố gắng làm dịu cơn tức giận của mình xuống, giao tiếp khéo léo, giải quyết vấn đề hiệu quả, sử dụng sự hài hước hoặc sắp xếp lại những suy nghĩ là cách tốt nhất để kiểm soát cơn tức giận trước khi nó bộc phát. Cho dù không phải là người hút thuốc, bạn vẫn có thể gây tổn thương cho phổi nếu là một người thường xuyên tức giận và thù hận người khác. Một nhóm các nhà khoa học Đại học Harvard đã nghiên cứu trên 670 người đàn ông và cho kết quả như sau. Những người đàn ông có xếp hạng mức độ tức giận cao nhất, có dung tích phổi nặng hơn đáng kể và điều này có khả năng làm tăng nguy cơ của các vấn đề về hô hấp. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng
việc gia tăng các hormone căng thẳng liên quan với cảm giác tức giận có thể tạo ra tình trạng viêm đường hô hấp. Thứ ba, tức giận cũng liên quan đến bệnh trầm cảm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự liên kết giữa trầm cảm với sự gây hấn và tức giận bộc phát, đặc biệt là ở nam giới. Trong bệnh trầm cảm, tức giận thụ động là rất phổ biến. Nó có nghĩa là sự tức giận mà bạn luôn nghiền ngẫm nó và không bao giờ biểu lộ qua hành động. Nếu như bạn đang gặp khó khăn với trầm cảm trộn lẫn với sự giận dữ, thì bạn nên giữ mình bận rộn và không được suy nghĩ quá nhiều. Thứ tư, tức giận rút ngắn tuổi thọ của bạn. Tức giận có thể rút ngắn cuộc sống của bạn. Căng thẳng được liên kết rất chặt chẽ với sức khỏe nói chung. Nếu như bạn bị căng thẳng và giận dữ, tuổi thọ của bạn sẽ bị rút ngắn. Một nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian 17 năm phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng kìm nén cơn giận của mình sẽ có tuổi thọ ngắn hơn so với những người sẵn sàng nói rằng họ đang giận dữ và tìm cách giải quyết cơn thịnh nộ đó. Những người sống thọ, họ thường rất lười tức giận. Mỗi ngày họ đều giữ thái độ lạc quan, vui vẻ. Như vậy sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Thói quen ăn quá nhiều, thói quen tức giận đều là những yếu tố có ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe. Chúng tàn phá cơ thể bạn từ yếu tố vật chất đến tinh thần. Thế nhưng đây chưa phải là tất cả. Muốn khỏe mạnh, sống thọ, bạn không chỉ cần ăn ít đi, tức giận ít đi mà còn cần phải lười lo lắng, sợ hãi và phải biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cái lười thứ ba của người sống thọ đó là lười lo lắng, sợ hãi. Có câu nói, mất đừng quá âu lo, được đừng quá hoan hỉ. Lo lắng và sợ hãi là một phần trong cuộc sống, nhưng khi chúng diễn ra quá mức, có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là rối loạn âu lo. Sự lo lắng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể, và lo lắng lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng thể chất mãn tính. Các nhà khoa học tin rằng lo lắng phát triển ở vùng não quản lý phản ứng cảm xúc. Khi một người lo lắng, căng thẳng hoặc sợ hãi, não sẽ gửi tín hiệu đến các bộ phận khác của cơ thể. Các tín hiệu giao tiếp rằng cơ thể nên chuẩn bị để chiến đấu hoặc chạy trốn. Thứ nhất, thay đổi hơi thở và hô hấp. Trong các giai đoạn lo lắng, hơi thở của một người có thể nhanh và nông, được gọi là thở gấp. Thở gấp cho phép phổi hấp thu nhiều oxy hơn và vận chuyển nhanh khắp cơ thể. Oxy bổ sung giúp cơ thể chuẩn bị chiến đấu hoặc chạy trốn. Nếu như bạn không nhận đủ oxy, có thể gây ra thở hổn hển và điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thở gấp cũng như các triệu chứng của nó bao gồm chóng mặt, lâng lâng, ngứa gian và mệt mỏi. Thứ hai, phản xạ của hệ tim mạch. Lo lắng có thể gây ra những thay đổi về nhịp tim và sự lưu thông máu khắp cơ thể. Nhịp tim nhanh hơn giúp cho việc chạy trốn hoặc chiến đấu dễ dàng hơn. Trong khi lưu lượng máu tăng lên lại mang oxy và chất dinh dưỡng tươi cho cơ bắp. Khi mạch máu hẹp, được gọi là co mạch, nó có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Mọi người thường cảm thấy nóng bừng do hậu quả của việc co mạch. Đáp lại, cơ thể đổ mồ hôi để hạ nhiệt làm cho người ta cảm thấy lạnh. Lo lắng lâu dài có thể không tốt cho hệ tim mạch và sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy sự lo lắng làm tăng nguy cơ bệnh tim ở những người khỏe mạnh khác. Thứ ba, thay đổi chức năng tiêu hóa. Cortisol chặn các quá trình mà cơ thể coi là không cần thiết trong một tình huống chiến đấu hoặc chạy trốn. Một trong những quy trình bị chặn này là tiêu hóa. Ngoài ra, adrenaline làm giảm lưu lượng máu và thư giãn các cơ dạ dày, và kết quả là một người bị âu lo có thể bị buồn nôn, tiêu chảy và có cảm giác rằng dạ dày của mình đang bị lùng bùng. Họ cũng có thể mất cảm giác ngon miệng. Một số nghiên cứu cho thấy căng thẳng và trầm cảm có liên quan đến một số bệnh tiêu hóa, bao gồm hội chứng ruột kích thích. Thứ tư, suy giảm chức năng miễn dịch. Trong ngắn hạn, sự lo lắng làm tăng phản ứng của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lo lắng kéo dài có thể tác dụng ngược lại. Cortisol ngăn chặn việc giải phóng các chất gây viêm và nó sẽ tắt chức năng hệ miễn dịch chống nhiễm trùng, làm giảm phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Những người bị rối loạn lo âu mãn tính có thể dễ bị cảm lạnh, cảm cúm và các loại nhiễm trùng khác. Vì vậy, nếu như bạn muốn sống thọ và khỏe mạnh hơn, thì trong cuộc sống thường ngày, bạn cần phải ít nghĩ ngợi, âu lo quá nhiều và cố gắng ngủ đủ giấc.
Làm được như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Cái lười thứ tư của những người sống thọ đó là lười sốt ruột. Khi con người mất bình tĩnh, mất kiểm soát sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm và có những hành động gây hại đến bản thân, môi trường sống và xã hội, để lại những hậu quả khó lường. Không làm chủ được cảm xúc của bản thân có thể gây tổn thương cho gan. Khi bạn nóng giận, tự khắc cơ thể bạn sẽ sản sinh ra chất catecholamine cùng với ảnh hưởng từ hệ thần kinh trung ương khi đó và lượng đường huyết trong cơ thể bạn sẽ lên rất cao. Từ đó, axit béo, độc tố gây hại cho gan và huyết dịch cũng không ngừng tăng lên. Thứ nhất, khiến cho não bạn già đi nhanh chóng. Khi bạn tức giận, não của bạn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ lượng huyết dịch ngày càng đổ rất nhiều về đây. Và điều này khiến cho lượng huyết dịch trong não tỷ lệ nghịch với lượng oxy cần thiết, cực kỳ gây hại cho não của bạn. Thứ hai, làm tổn thương phổi. Khi tức giận, bạn sẽ thở nhanh và gấp hơn bình thường. Phổi phải hoán đổi khí trong một tần suất quá cao. Và lúc này, bao phổi không ngừng khuếch trương, thời gian thu co giảm xuống liên tục. Do đó, phổi sẽ không có thời gian điều hòa, nghỉ ngơi mà sẽ phải liên tục làm việc. Và đây là một nguyên nhân quan trọng gây ra những tổn thương cho lá phổi. Thứ ba, tổn thương dạ dày. Tim lúc này sẽ tác động cùng với huyết quản, khiến cho lượng máu trong dạ dày và đường ruột của bạn giảm mạnh, làm mất đi cảm giác ngon miệng và thậm chí còn là nguyên nhân khiến cho bạn bị viêm loét dạ dày. Thứ tư, thiếu oxy cho cơ tim. Lượng huyết dịch về tim khi tức giận sẽ chuyển rất nhiều lên não và phần mặt của bạn. Do đó, lượng huyết dịch cần thiết cho vận hành của tim sẽ giảm đi. Đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng thiếu oxy lên tim, làm cho tim co bóp không còn nhịp nhàng như bình thường nữa. Và thứ năm là khiến cho hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Khi tức giận, cơ thể của bạn cũng sẽ tiết ra chất cortisol do testosterone. Nếu không kiềm chế được cơn tức giận, cơ thể sẽ liên tục tạo ra chất này và tích tụ trong một thời gian dài, từ đó gây ra vết thương cho hệ thống miễn dịch của bạn. Và khi đó, sức đề kháng đối với các loại bệnh tật sẽ giảm đi, cơ thể sẽ yếu hơn. Không chỉ có tác hại đối với sức khỏe bản thân, lo lắng, mất bình tĩnh còn gây ra tác hại đối với các mối quan hệ xung quanh bạn. Trong cuộc sống, cảm xúc cũng có những giá trị nhất định. Cảm xúc tích cực giúp cho bạn xoa dịu đi sự sợ hãi, ngờ vực, là động lực cho bạn phát triển, đẩy lùi những khó khăn, tạo dựng niềm tin trong cuộc sống. Thế nhưng không làm chủ được cảm xúc bản thân cũng là tác nhân gây ra không ít trở ngại cho bạn. Cảm xúc có thể đánh lạc hướng chú ý của bạn khỏi những vấn đề chính yếu. Đó là con dao hai lưỡi có khả năng giết chết nhanh chóng một mối quan hệ bạn dày công xây dựng trong một thời gian dài hoặc làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Khi con người mất kiểm soát và rơi vào những trạng thái giận dữ, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, thù hận, kiêu ngạo, ích kỷ, tham vọng, lo âu hay sợ hãi thì người ta sẽ rất dễ mất bình tĩnh và có những hành động sai. Cho dù họ có hiểu biết đầy đủ pháp luật thì cũng không thể tránh khỏi những hành động nguy hiểm nêu trên. Khi bạn tức giận, bạn sẽ có xu hướng nảy sinh những lời nói và hành động một cách không suy nghĩ, từ đó gây ra những tổn thương cho các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là đối với những người có sở thích giận cá chém thớt và bôi ớt lên dao. Nhiều khi, lời nói và hành động chỉ là một phút bốc đồng, thế nhưng lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tình huống sự đã rồi và bạn sẽ khó lòng nhận được sự cảm thông từ người khác. Việc lớn muốn thành, cần phải bình tâm tĩnh khí. Muốn sống thọ, khỏe mạnh, bạn cần phải biết lười sốt ruột, biết kiềm chế và tự làm chủ cảm xúc của bản thân. Sống thọ và khỏe mạnh là điều mà ai trong chúng ta cũng đều hướng đến. Vì vậy, dù thường ngày có bận rộn đến mức nào, bạn cũng nên chú ý giữ thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Đồng thời, càng nên bỏ đi những thói quen không tốt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy theo dõi chương trình hàng ngày và đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của Sống An Lạc đến bạn bè, người thân để cùng nhau có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn bây giờ, thân ái, chào tạm biệt.